Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, hình ảnh người thầy xưa nay luôn được ví với người trèo đò, cẩn mẫn, đưa bao thế hệ học trò chinh phục dòng sông trí thức. Như người thợ làm vườn tháng ngày ươm những mầm xanh, là một nhà giáo, mỗi chúng ta luôn rất tự hào và cũng biết bao trăn trở khi nhận trách nhiệm cao quý và đầy tâm huyết. Đi hết chặng đường làm thầy là biết bao kỷ niệm khó phai, biết bao nhiêu lưu luyến vơi đầy. Sau 34 năm công tác trong ngành giáo dục, cô Nguyễn Minh Hảo đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao và sẽ gác mái, buông chèo, trở về với cuộc sống thanh nhàn, tiếp tục vai trò của một người bà, người vợ hiền từ, mẫu mực, một người mẹ giàu lòng yêu thương và đức độ, đầy trách nhiệm trong mái ấm gia đình của mình. 34 năm lặng lẽ âm thầm, lái con đò nhỏ đưa trò qua sông, con đò đã cập bến hồng, buông chèo các mái thong dong nhẹ nhàng. Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018, Ban giám hiệu và Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật tổ chức buổi gặp mặt chia tay cô giáo Nguyễn Minh Hảo, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, về nghỉ hưu sau những năm tháng cống hiến đầy ý nghĩa cho sự nghiệp giáo dục. Về dự buổi chia tay hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Hoàng Phượng Ly, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Minh Hảo, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi chia tay còn có các thầy cô đã từng công tác tại trường và toàn thể các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, bắt đầu đi làm, thay đổi nơi công tác và kết thúc nơi làm việc. Khi mới ra trường, cô Nguyễn Minh Hảo từng công tác ở nhiều nơi trước khi về với mái trường Nguyễn Thiện Thuật. Biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao giờ dạy đã để lại những ấn tượng không thể nào quên. Những buổi dạy đầu tiên đầy bỡ ngỡ, đến những ánh mắt đầy thân thương của học trò, những đêm dài thao thức bên trang giáo án, cũng như những tháng ngày ôn luyện, mong sao cho các em được chắp cánh, bay cao, bay xa. Những buổi ngoại khóa, những phong trào thi đua lớn của ngành, với bao thành tích đáng tự hào và ghi nhận, trong đó một phần rất lớn công lao đóng góp của cô, tất cả như vẫn còn mãi trong chúng ta. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay cô đã được về nghỉ hưu theo chế độ, đó là thuận theo lẽ tự nhiên. Nhưng đến lúc phải chia tay, chúng ta ai cũng cảm thấy bùi ngùi, xúc động, nuối tiếc. Ôn cũ để biết mới, để thế hệ trẻ như chúng tôi càng tự hào về cô và luôn phấn đấu vươn lên. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Hoàng Phượng Ly, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, lên điểm lại quá trình công tác của cô Nguyễn Minh Hảo và những thành tích tiêu biểu mà cô đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Xin trân trọng kính mời cô. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Minh Hảo lên sân khấu để các thầy cô trong hội đồng sư phạm trường được thể hiện cái tình cảm của mình trong buổi chia tay ngày hôm nay trên nền bài hát Tạm Biệt.
Chẳng chờ